Hello guys, hôm nay Lani sẽ tiếp tục dịch cái phần session 2 của cam 9 test số 1. Thì những cái phần trước là cam 8 và cam 9 session 1, test 1 Lani đã dịch rồi, các bạn có thể tìm trong cái chuỗi Listening Cambridge của mình. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ dịch cái phần này để cho những cái bạn mà đã giải đề rồi, các bạn hiểu hơn về cái strain rip cũng như là đi phân tích cái phần ngữ pháp và từ vựng trong cái bài này. Bây giờ mình sẽ vào bắt đầu dịch nha. Rồi, đây là cái cuộc đối thoại giữa hai người Andrew và Jen. Bây giờ mình sẽ đi dịch từ đầu này. Now we go to Jen. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái người đó là người Jen nha. Thì who ở đây là mệnh đề quan hệ nè, chỉ người ha. Thì cái người mà nó is going to tell. Thế nên mình dùng cái thì tương lai dự đoán ấy, tương lai sắp xảy ra đó. Cho nên mình dùng là be going to cộng với vật không. Thì cái người sắp kể cho chúng ta về, mình nhớ nè, tell somebody about something, kể cho ai đó về cái gì đấy. Thì kể cho chúng ta về cái mà nó đang diễn ra. Đây là thì tiếp diễn nè, đang diễn ra với cái phường của chúng ta trong cái cuối tuần này. Thì Jen mới nói là alright, à vâng, cảm ơn anh Trương nha. Và bây giờ, and now, on to what's new. Bây giờ đến cái phần là có cái gì mới ha. What's new, có cái gì mới. Đây là câu hỏi yes, no nè. Đó, và chúng ta thì mình đừng có dịch cái từ do trước. Chút mình dịch sao ha, mình dịch nè. Và chúng ta thật sự cần, ở đây là nguyên cái cụm danh từ thì mình từ dưới lên. Một cái cần, chúng ta thật sự cần một cái cửa hàng thể thao khác hay là không. Là có cần nó chưa đấy. Hay là không, ở đâu, ở Brancaster. Well, most of you, thì cái you ở đây nó chỉ là một người, là một bạn, hoặc là nó cũng có thể chỉ nhiều người, là nhiều bạn. Thì hầu hết chúng ta, hầu hết các bạn, probably có nghĩa là có lẽ biết này. Sports world thì ở đây có nghĩa là mình đừng dịch ha, tại đây là nó là cái tên mà, đây là nó là viết hoa, đây là cái tên của cái shop ấy. Thì ở đây nó có giải thích là the branch là một cái chi nhánh. Thì ở đây là nguyên cụm danh từ, mình dịch từ dưới lên nè. Một cái chi nhánh là cái chi nhánh của một công ty, goods là hàng hóa, thể thao đang mặc. That có nghĩa là cái mà nó đã mở a few years ago, một vài năm về trước. Thì ở đây nó viết tắt của từ has nè các bạn. It's attracted là nó đã thu hút a lot of custom, có nghĩa là nó đã rất là thu hút nhiều, a lot of, nhiều cái phong tục, văn hóa, tập quán đó. And so the company, và cái công ty này nó has now decided, và bây giờ nó, ở đây là nó dùng thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa là hồi xưa nó quyết định, bây giờ nó cũng đang quyết định đúng không? Thì cái công ty này nó đã quyết định là để mà mở một cái chi nhánh khác ở trong cái khu vực này ha. In the area là trong cái khu vực này, là cái khu vực giờ á. Thì các bạn phải hiểu là nó đã xác định. Thì khi mà người ta muốn nói xác định có nghĩa là cái khu vực mà đang nói đó, thì nó cũng có sắp mở thêm một cái chi nhánh mới. It's going to be, cái này là mình dùng tương lai dự đoán luôn nè, tại vì nó đã có kế hoạch rồi ấy, là nó sắp mở ở đâu đây, ở một cái shopping center, có nghĩa là một cái trung tâm mua sắm. Đến là ở đâu, the west of, có nghĩa là phía tây của cái Brancaster ha. So that, để mà, so that để mà nó có sẽ là vì vậy ha, cái từ so ở đây là vì vậy, that ở đây nó nói là điều đó ha. Thì vì vậy cái điều này, nó điều đó nó chính là một cái good news, là một cái tin tức tốt cho tất cả những cái bạn ấy mà đã tìm thấy rằng cái original shop là cái shop ban đầu ha. Cái shop ban đầu trong cái khu vực mà phía bắc của cái thị trấn đó, của cái phường đấy, thì nó khó để mà get to, hard to get to, có nghĩa là rất là khó để mà đi đến ha. Rồi, ở đây là nói là tôi được mời, đây là bị động thì quá khứ đơn này, tôi được mời đến một cái special preview. Thì cái preview có nghĩa là cái buổi mà nó diễn ra trước á. Được ha, thì đây người ta dịch nôm na nó là cái buổi xem trước đặc biệt. And I can promise you, và tôi có thể hứa với bạn, đây là, ở đây mình có là the ultimate in sport retailing. Thì đây mình sẽ có cái phrase của nó là the ultimate in,
Nó có nghĩa là the best or most extreme example of something. Có nghĩa là cái mà tốt nhất về cái gì đấy. Ở đây mình có là sport retailing, có nghĩa là đây là bán lẻ nè. Sport là thể thao, bán lẻ thể thao. Thì đây nó nói là nó là cái mà tốt nhất về cái lĩnh vực bán lẻ thể thao đấy. Thì the whole place có nghĩa là toàn bộ cái nơi đấy. Mình có là the whole something có nghĩa là toàn bộ cái gì đấy. Toàn bộ cái nơi này thì nó được đưa ra một cái minimalist look. Minimalist có nghĩa là cái tối giản. Các bạn nào mà có thích những cái phong cách này thì nó được gọi là minimalist style. Mình là một trong những cái người thích cái phong cách này. Thì ở đây nó là một cái nhìn mới mẻ mà tối giản ha. Cái nhìn tối giản mới mẻ với lại cái signature có nghĩa là đặc trưng nè, colors là màu nè, với lại những cái màu đen đỏ đặc trưng của cái công ty này. Thì the first three floors có nghĩa là ba cái tầng đầu tiên. Thì a huge range of nó có nghĩa là một loạt ha, a huge range of cái gì đấy là một loạt rất là lớn. Một loạt những cái sports clothing có nghĩa là những cái trang phục thể thao, as well as có nghĩa là cũng như equipment là trang thiết bị này. Thì và ở trên cái tầng mà tầng trên ấy, tầng trên thì nó sẽ có một cái cà phê. Các bạn nhớ là ở đây mình đọc là cà phê, nó sẽ bằng cái coffee shop ấy, là một cái quán cà phê. Và một cái phần book and DVD section này thì mình dịch từ dưới lên nè. Section có nghĩa là cái khu, một cái khu sách và một cái khu DVD. Thì bạn sẽ tìm thấy tất cả những cái tên nổi tiếng, as well as là cũng như some less well-known ones, có nghĩa là cũng như một số ít tên mà không nổi tiếng. Thì cái từ ones ở đây á, là nó lặp lại của cái từ names nè, là ha, là ít nổi tiếng, tên ít nổi tiếng. Nếu mà sorry các bạn, nếu mà ở đây là họ không có, đúng không, exactly what you want is stock. Stock có nghĩa là trong cái kho á. Nếu mà họ không có chính xác cái mà bạn muốn trong cái kho thì họ hứa rằng là bạn sẽ có nó trong vòng 10 ngày đấy. Unlike the other store, là không giống như là cái store khác, là cái cửa hàng khác. Cái nơi mà nó có thể take up to 14 days, có nghĩa là nó có thể lên đến tới 10-14 ngày. Đấy, vậy thì ở đây nó nói là họ hứa với bạn là bạn sẽ có cái đó trong 10 ngày. Trong khi những chỗ khác á, thì nó có thể là lên tới 14 ngày. Được ha. They cover all the major sports, là họ sẽ bao phủ tất cả những cái môn thể thao chính, bao gồm football là bóng đá này, tennis là tennis quần vợt, swimming là bơi lội này. Nhưng mà họ cụ thể tập trung vào running là chạy bộ ấy. Và họ claim ở đây có nghĩa là tuyên bố này. Họ tuyên bố rằng họ có cái gì? Họ có cái widest là range, có nghĩa là cái sự mà rộng nhất, sự bao phủ rộng nhất của các trang thiết bị trong cái quốc gia. Là cũng như là cái chuyện đấy ha, as well as that, a whole section có nghĩa là toàn bộ cái khu á, mà của cái tầng 3 đó, is devoted to. Thì ở đây mình sẽ có là is devoted to. Nó có nghĩa tiếng Anh là be focused on the particular thing, có nghĩa là nó sẽ tập trung cụ thể vào cái gì đấy. Mình nói lại ha, be focused on the particular thing, tập trung cụ thể vào cái gì đấy. Thì cái tầng 3 nó sẽ tập trung vào cái những cái túi thể thao. Thì nó sẽ bao gồm là những cái ở đây là mới nhất nè. Có nghĩa là cái mà ra muộn nhất thì có phải là những thiết kế mới nhất không? Thì đấy, nó sẽ bao gồm những cái thiết kế mới nhất đến từ Mỹ. If you can, nếu mà bạn không thể tìm thấy cái mà bạn muốn ở đây thì nó sẽ không tồn tại. Wow. Thì the shop có nghĩa là cái shop này nó sẽ mở từ 9 giờ sáng thứ bảy tuần này nè. Và if you go along to, thì ở đây mình có go to là đi đến, đúng không? Vậy thì go along to nó có nghĩa là gì? Go along nó có nghĩa là to go to a place or
event, usually without much planning. Mình nói lại nha. Go along, which means to go to a place or event, usually without much planning. Có nghĩa là bạn đi đến, nó thường dùng để đi đến những cái buổi sự kiện đấy. Thì trong trường hợp này nó là nghĩa như vậy ha. The opening có nghĩa mình dịch nôm na là cái buổi khai trương á. Nếu mà bạn đi đến cái buổi khai trương á, khi đó thì bạn sẽ ha, đây là viết tắt từ will nè, bạn sẽ có cái cơ hội để mà gặp một cái national, đây mình dịch từ dưới lên, đây là nguyên cụm của mình mà. Thì đây nguyên cụm của mình đây. Thì mình sẽ gặp cái champion, có nghĩa là quán quân á, cái người đạt giải nhất á của cuộc thi chạy 400m quốc gia, tên là Paul King này. Thì cái người mà đây viết tắt của is á, cái người mà come along to. Vậy come along to nó có nghĩa là gì? Come along to nó có nghĩa là go with another person to a particular location. Có nghĩa là một cái người mà đi đến một cái nơi cụ thể nào đấy mà thường thì sẽ đi chung với những người khác ấy. Thì ở đây là cái Paul King này nó sẽ đi đến, cũng đi đến để mà mở cái shop đấy. Và anh ta sẽ ở, tại sao ở đây dùng tương lai tiếp diễn nhỉ? Tại vì ở đây nó tương lai mà nó chỉ có một cái mốc thời gian cụ thể và một cái hành động dài ấy. Thì đây là anh ta sẽ ở lại khoảng là mãi cho đến midday, có nghĩa là giữa trưa luôn, để mà chat tán gẫu với lại bất kỳ cái fan nào mà muốn gặp anh ta. Và sign là ký nè, autographs có nghĩa là cái chữ ký, và muốn ký chữ ký á. Rồi. Và do sau đó thì nó sẽ có một a whole range, có nghĩa là một cái loạt một toàn bộ một cái loạt special attractions. Attraction có nghĩa là cái địa điểm á, thu hút á, những cái địa điểm thu hút đặc biệt tất cả vào cái ngày cuối tuần này. Thì nó sẽ có là free tickets, là cái giá là nó free á. Thường thường là ý nó muốn nói là cái giá mà vào cái buổi đó đó thì nó free á, là nó miễn phí á, cho những cái local sporting events, là cho những cái buổi sự kiện thể thao địa phương, cho khoảng là 50 cho 50 customers, là khách hàng đầu tiên này. Và nó cũng là cái cuộc thi đặc biệt, sorry mình phải dịch từ dưới lên đúng không, và nó cũng là cái việc mà mở cái cuộc thi đặc biệt đối với all thì ở đây có nghĩa là all là tất cả mọi người đi đến ấy. Just answer 15 có nghĩa là mình chỉ cần trả lời 15 câu. 15 câu 15 out of 20 sports questions có nghĩa là 15 câu trên 20 câu hỏi mà đúng á thì bạn sẽ thắng được một cái bản copy, là cái bản sao được ký tên của cái DVD của ông Paul King này, tên là Spring Tips này. Các bạn muốn dịch luôn thì nó có nghĩa những cái lời khuyên dành cho mùa xuân à. Thì trong khi cái người đầu tiên mà trả lời đúng tất cả câu hỏi ấy, đấy, get all the questions correct, thì trả lời đúng hết tất cả câu hỏi thì sẽ get, là nhận được một cái a year's free membership of là nó sẽ nhận được một cái thành viên mà free á, cái kiểu là bạn có cái thành viên là bạn tập miễn phí á, thành viên mà một năm luôn, được free luôn của cái Breakfast Gym, cái phòng tập gym đấy. On entrance là những cái người mà who take part in a competition on exam á, thì mình exam thì mình sẽ dịch chung chung nó là những cái người dự thi đi ha. Tất cả những người dự thi sẽ nhận được một cái cuốn lịch về cái thể thao này rất là đặc biệt, với lại những cái chi tiết của những cái đồ dùng của cái phòng tập gym, tất cả đồ dùng của phòng tập gym trong cái vòng năm sắp tới đấy. Thì ở trong đây nó nói là một trong những cái điều ưu đãi mở cửa đặc biệt là nó sẽ có một cái bài test về một bài kiểm tra về sức khỏe. Thì a complete review có nghĩa là một cái xem lại của tất cả của cái fitness, có nghĩa là sức khỏe về tim này, muscle tone là cái sự trương cơ bắp này. Thì actually done có nghĩa là thật ra là nó được làm bởi cái shop, mà bởi những cái người mà nhân viên mà có trình độ
thì cái điều này nó thường cost là nó thường tốn là 30 đô, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ là có sẵn ở cái giá chỉ phân nửa thôi, cho cái tháng này chỉ có tháng này thì nó sẽ có giá phân nửa thôi. Thì there are only thì nó chỉ có một cái số hạn một số lượng giới hạn của những cái nơi có sẵn cho cái điều này. Vì vậy mà hãy hãy book đi, là mình hãy hẹn lịch đi qua cái số điện thoại này nè. Đấy, thì thêm vào đó, nếu mà bạn mở một cái tài khoản thì bạn sẽ nhận rất là nhiều những cái ưu đãi, bao gồm là cái cơ hội để mà thử những cái thiết bị tại cái những cái buổi mà buổi chiều buổi tối mà mở ra đặc biệt này. Rồi ok, nếu mà bạn cảm thấy cái bài dịch của Lani hữu ích á, thì các bạn có thể like hoặc là comment cho Lani biết, hoặc là nếu mà Lani dịch không đúng cái gì đấy thì các bạn có thể comment bên dưới để chúng ta cùng học tập nha. Bye bye các bạn, hẹn các bạn trong video dịch tiếp cái phần session 3 cam chính test 1 nha. Bye bye guys.